Xin chào bà con, thì hôm nay với clip này á, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì ký kênh thì cũng giống như các clip khác, thì mình sẽ quay cho bà con xem về tất cả các mẫu bệnh, các cây trồng như cây chanh dây, cây tiêu, cây bơ, cây sầu riêng. Thì clip này á, thì mình quay cho bà con xem về tất cả các mẫu bệnh trên cây chanh dây. Thì bà con rơi vào trường hợp nào của cây chanh dây á, ví dụ như là bị bệnh trắng hay là u sưng hay là bã trầu hay là tiếng trùng, nói chung là bị bệnh gì ở trên cây chanh dây á, thì mẫu ở gốc. Thì những hình ảnh ở trong video này á, bà con rơi vào trường hợp nào á, thì nếu vườn của mình á mà không xử lý được á, hoặc là xử lý hoài mà không hết á, thì bà con vui lòng gọi điện thoại và mình sẽ tư vấn. Và nếu bà con có nhu cầu á, thì mình sẽ cho nhân viên xuống xem và xử lý bệnh của bà con trên cây chanh dây luôn. Thì bên mình á, thì có những thuốc đặc trị cho cây chanh dây khác và riêng biệt, ở những công ty khác á, thì nó sẽ không có. Thì qua clip này á, thì một lần nữa xin bà con đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo về kỹ thuật trồng cây nông nghiệp ở Đắk Lắk chúng ta nói chung, tất cả các loại cây như sầu riêng, bơ, tiêu, chanh dây. Thì bà con cứ theo dõi xem tất cả clip. Cảm ơn bà con.
Thank you.